Trên trang TV Asahi thì họ mới cập nhật thêm về camera The Neo Decay và Neo DN xuất hiện ở trong camera The Zio, hình như cũng được công nhận là một trong những camera The trong series camera The Zio. Và nên là trong video hôm nay mình sẽ tranh thủ về cái việc là mình update phim giống như là cái video đầu tiên, mình sẽ update thêm về vài radar sau đấy nữa, cũng như là mình sẽ làm tóm lại là một thể về camera The Decay, vì những video trước của mình đều mang tính khá tiêu cực nên lần này mình sẽ làm nó bớt tiêu cực đi. Vậy nên là đầu tiên ta sẽ tiến đến phần của Decay. Vậy nên là các bạn cho mình xin ngụm nước đã. Ok, về camera The Neo Decay, form này có chiều cao là 192cm với trọng lượng là 83kg, với lực đấm là 15,8 tấn, lực đá là 36,4 tấn, lực nhảy là 40,2 m và tốc độ chạy là 100m trên 3,7 giây. Giáp ngực hấp thụ sát thương bảo vệ tim, phổi và các cơ quan nội tạng trong bụng, nó có thể giảm bất kỳ sát thương nào, nhờ đó sẽ không gây ra bất kỳ thiệt hại nghiêm trọng nào cho Decay. Một bộ đồ bao phủ có thể chịu đựng ngay cả trong magma, nhiệt độ không tuyệt đối trừ 273,15 độ C hoặc dưới nhiệt độ cực cao 6.000 độ C. Cơ thể cũng có thể được bảo vệ của các hạt tích điện năng lượng cao bao gồm electron và proton và sóng điện từ như tia hồng ngoại và tia X. Phần băng nối liền các chi phát ra sóng giúp nổi, đoạn này mình không hiểu lắm. Một bộ xương gia cố bảo vệ cơ thể Decay khỏi mọi sát thương, ngoài ra còn hỗ trợ tấn công. Giáp được làm từ Divine Ore có thể chịu được sát thương 50 tấn mà không hề hấn gì và vô cùng nhẹ. Các tay có các đầu ngón tay được phủ một loại quặng không rõ tên là Divine Ore, làm tăng sức mạnh cú đấm, lực đá tương tự. Các ngón chân được bao phủ loại quặng tên là Divine Ore và tăng lực đá. Ở phần đầu thì ta có phần mắt có 1,5 triệu tế bào cảm quang, được cho là gấp 8 lần so với người bình thường và có tầm nhìn có thể xác định được các vật thể chuyển động ở 25 độ và 40 km về phía trước. Ngoài ra, nó còn có chức năng nhìn đêm, phân cực bức xạ hồng ngoại phát ra từ vật thể thành ánh sáng có thể nhìn được và có một mắt có thể nhìn thấy ngay cả trong bóng tối, thậm chí là tồn tại giữa các chiều không gian, thế giới song song v.v. Phần loa có thể bắn ra tiếng gào của Decay như một viên đạn âm thanh có tần số cao và làm nóng vật thể đủ để phá vỡ 10 mét đá. Phần sừng trên đầu, nghĩa là mặt của Decay có mấy cái vạch ấy, thì cái hai cái phần vạch dài hơn ấy, thì giúp cho Decay có thể tự do di chuyển qua lại giữa bất kỳ thế giới song song nào. Cảm biến âm thanh có khả năng nghe âm thanh ở tần số 10Hz và tần số 14Hz, là âm thanh không thể nghe thấy ở tần số cực thấp. Ngoài ra, Neo Decay Driver được đề cập được làm bằng chất liệu cứng hơn phiên bản cũ, bằng cách giải phóng năng lượng từ đá bài từ dạng 2D sang 3D, cùng nguồn năng lượng từ một viên đá bí mật tên là Trickster để biến thành các Kamen Rider khác. Đến nay, Neo Decay mới chỉ có thể biến thành Base Form từ Kyuga đến Bill. Ngoài ra, được đề cập có thể dùng skill các form tương đương Base như là Wizard Flame Style điều khiển nước và Agito Grand Form điều khiển của dùng kiếm của Flame Form. Nên mình cảm thấy đây giống như là thiếu sót cho nên là biên kịch đành chịu thôi. Và ngoài ra thì 6 cái đèn hai bên ấy thì nó vẫn đại diện cho 6 nguyên tố, mặc dù rõ ràng bị đổi hết thành màu hồng bởi vì đoán xem. Cùng với đấy thì cái driver của Neo Decay cũng có khả năng thu mọi thông tin về môi trường và không gian, thời gian xung quanh. Thế là xong về Neo Decay, có thể nói là cũng không thay đổi gì quá nhiều so với Decay trước đấy 10 năm trước, ngoại trừ việc có thể biến thành các Kamen Rider sau đấy. Vậy thì tiếp đến, chúng ta cùng nói đến là Decay TV series trước đây thì có thể henshin được từ thời Ichigo đến Kiva, nghĩa là cả Showa Rider, nhưng đều là sức mạnh của Arrowverse. À, và cái feat hủy diệt thế giới nó thành hàng có như không, bởi vì nó chỉ có ảnh hưởng đến chính Arrowverse và cứ cho là nó có thể ảnh hưởng những thế giới khác, thì Decay cũng không thể nào tự tay cái kiểm soát được cái quá trình hủy diệt đấy. Tiếp đến ta nói đến Decay ở trong novel, một timeline khác với cả TV series. Decay này có thể sử dụng mọi card của 9 Rider mình có tùy ý mà không phụ thuộc bất kỳ một form nào. Cứ tưởng tượng là thằng Violent Emotion Decay nhưng mà mạnh hơn, mình lại dùng từ thằng rồi. Và Final Form Rider Tsukasa khai thác được sức mạnh từ 9 Rider kia mà không cần dùng Katash. Nghĩa là bạn có thể Hyper Clock Up, bạn có thể kích bay hành tinh, bạn có thể dùng tất cả mọi thứ. Bạn không cần phải nhấn vào một cái Katash xong rồi bạn triệu hồi một thằng khác ra và bạn finish cùng với thằng đấy, mà nó cũng không phải là hàng yếu để AR Note. Nên là tiếp tục, Decay trong Six thì có thể sử dụng Final Form Rider đến thời của Oz và có thể summon 9 Rider Final Form để đánh riêng lẻ không đồng thời. Và những Rider được triệu hồi này, nghĩa là triệu hồi một người đấy, những Rider này có thể đánh đấm được tự do mà cũng hình như cũng không bị giới hạn bởi Katash. Nên là đấy nhá, Katash là một sai lầm. Và Decay trong Climax Hero một game cũng có thể summon ra một Pocket Dimension, trong đấy chứa 9 trái đất,
chín trái đất này, chín trái đất của AR Wars nhỉ. Nghĩa là ở trong cái đòn đấy, của cái game đấy, thì cái đòn finish của DK sẽ là đưa đối phương vào trong một cái vùng vũ trụ, kiểu một cái không gian. Trong không gian này có 9 hành tinh xung quanh, xong rồi tung ra một cú kích, trong đấy là có biểu tượng của tất cả các Man Rider, xong rồi đá xung qua, xuyên qua đấy. À, thì Violent Emotion DK thì như các bạn đã góp ý với mình là có thể sử dụng skill các Rider phụ của 9 Rider đầu. Vậy nên là nếu như mà ta suy diễn đủ giỏi ấy, thì DK có thể dùng Tham Ven, nhưng mà sẽ không bao giờ đạt đến trình Odin, bởi vì Odin mạnh vậy là nhờ sự tồn tại đúng không ấy, chứ không phải là nhờ có mỗi lá Tham Ven. Nhưng cũng có nghĩa là bây giờ DK có khả năng đảo ngược thời gian. Đấy là nếu như mà nó khả thi và nếu như cái sự suy diễn đấy được Toei chấp nhận, chắc là được chấp nhận thôi. Mình cứ suy diễn vậy thôi. Nếu bạn nào không thích thì thôi. Không chỉ có DK thì trong tập Zio vừa rồi cũng xuất hiện Another DK. Mình sẽ làm Another DK sau trong một video. Mình sẽ nói về tất cả Another Rider vì bọn này thực sự là quá ngắn nên là mình không thể nào mà nói về từng đứa một cách kỹ càng được. Vậy nên là tạm thời bỏ qua về Another DK. Mà vấn đề muốn nói ở đây đó là trong tập tiếp theo thì Kamen Rider Eternal về. Và mình rất là thích Kamen Rider Eternal từ cái thiết kế đến cái bộ phim như là backstory. Tạm thời bỏ qua chuyện đấy. Mới đây trong mình đã xem trong Gamma Rising, nghĩa là một game về Kamen Rider ấy, thì ta mới thấy được là trong Gamma Rising thì cái đòn Maximum Drive của Eternal không chỉ có thể làm lỗi được người sử dụng Gaia Memory mà có thể làm lỗi được tất cả đối phương. Làm lỗi đây là bạn có thể nhìn video để xem nó bị lỗi thế nào. Nguồn video mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Vậy nên là yeah, để kỷ niệm khi mà Kamen Rider Eternal trở về thì chắc là ta cũng biết thêm được vài điều thú vị về Kamen Rider Eternal. Tiếp đến là Another Drive. Another Drive có khả năng sử dụng Heavy Acceleration, một loại khả năng khiến cho thời gian xung quanh chậm lại xuất hiện trong Kamen Rider Drive. Điều mình muốn nói ở đây đó là cái Shippu có tốc độ ngang với Clock Up, mà trong khi đấy thì Heavy Acceleration của Another Drive có thể làm cho cái Shippu chậm lại, nghĩa là chậm đến cái mức mà trông hình như còn kém bộ bình thường một chút. Có nghĩa là Heavy Acceleration có thể làm chậm, thậm chí làm dừng hẳn lại luôn Clock Up, Fate Excel và những đòn mạnh bằng tương tự. Yeah. Bây giờ Clock Up nó rẻ dùng cái nỗi mà thế nào cũng sấp xỉu nhanh hơn. Cảm thấy thật là buồn quá. Trước đây Clock Up nó là một thứ ở đấy rất là đặc biệt. Bây giờ thì Toei cho tất cả mọi thứ đều bằng nhau vì không ai biết được chuyện đấy. Tiếp đến là về Grand Zio. Grand Zio thì mới thêm vụ có thể kích được bằng 20 Kamen Rider. Vụ này thì trong game Gamma Rising nó đã có rồi, nhưng mà trên phim xuất hiện thì nó vẫn hay hơn. Và ngoài ra thì còn một cái nữa mà các bạn có thể nhìn thấy mình đang để ở trên màn hình. Nó rất là đẹp đẽ, rất là mạnh mẽ, triệu hồi tất cả các Final Form lên. Thế xong rồi nó dùng ở trạng thái mạnh nhất, thế xong rồi nó tung đòn finish, trông cực kỳ đẹp đẽ. Ngoài ra thì nó có thể thay đổi được cái tương lai mà Another Zio 2 đã nhìn thấy ở trong F tuần trước thì phải, tuần trước, không phải là tuần vừa rồi. Vậy thì yeah, đây là hết của video rồi. Nếu bạn thấy hay, hãy like, subscribe. Cảm ơn các bạn đã xem. Mình là Bitswiller. Bye.